hoặc đó sẽ là Zihi, tùy họ. Và lựa chọn của Nova sẽ là một con Gragas dành cho vị trí của Yami. Vậy thì bây giờ Hugo Minh có quyền lựa chọn một trong hai con, đó là Varus hoặc là Zihi. Họ sẽ có quyền chủ động lấy trước cho mình một tướng ở khu vực đường dưới và thêm một con tướng khác nữa. Sát thủ đang là cái con tướng mà Hugo Minh họ hướng tới, và họ đã khóa lại cho mình Akali rồi. Và trong meta này, nếu như mà có thể nói là cái mối đe dọa lớn nhất đối với các tướng sát thủ chắc chắn là những sát thủ. Hugo Minh chọn Varus, tức là Nova sẽ có Zihi ở trong lượt sau của mình. Zihi dành cho vị trí của Nova, chúng ta cùng chờ xem. Trước tiên là bên lại là Zac à. Thật ra với đội tuyển như là Nova thì Zac nó lại là một con tướng khá là flex, hoàn toàn sẽ có thể là một con Zac đi rừng dành cho vị trí của Long. Và bây giờ chúng ta thấy được rằng những con pháp sư ở vị trí búp ấy, nó có thể đi đường giữa rồi, thì đồng nghĩa việc là con Zac này đi rừng cũng hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì cả. Nó chỉ là cái chất tướng nó farm hơi chậm một chút xíu so với những vị tướng rừng ở thời điểm hiện tại mà thôi. Nhưng Nova đã có câu trả lời là sẽ lấy sớm một con bài Corki ở trong trận thi đấu này. Nếu như lấy Corki, Huhu Gaming turn sau họ phải cấm Zihi, bởi vì Corki đi với Zihi rất là hợp. Và có lẽ rằng Huhu Gaming họ cũng sẽ không muốn hở con Zihi này ra cho vị trí của Nova đâu, vì dẫu sao đây cũng là một trong hai vị tướng cùng với Kai'Sa đang là Tie S ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta cùng chờ xem Huhu Gaming thì họ sẽ lấy được một vị tướng mà August đánh rất hay. Và ngày hôm trước chúng ta cũng thấy được rằng Epson cũng hoàn toàn có thể đánh được vị tướng này, đó là con bà Aatrox. Tôi cứ nghĩ rằng Nova sẽ tận dụng được con Aatrox trong trận hiếu này, nhưng mà không. Nova quyết định là họ không cần Aatrox và họ để Aatrox lại dành cho phía của Hugo Gaming và bắt đầu cấm đi vào những con tướng rừng đến từ vị trí của Long. Đó sẽ là con Kha'Zix ở trong trận hiếu này. Tôi đang có cơ sở nghĩ rằng Nova họ sẽ đánh con rắc rừng ở trong trận hiếu này đây. Đúng rồi, như vậy tôi cũng đang cảm giác là như vậy, bởi vì trong phiên bản hiện tại thì Long vẫn sẽ có thể carry được với rắc khi mà đối phương lựa chọn những con bài xạ thủ. Tuy nhiên nếu mà lựa chọn theo cái lối cấm chọn như thế này, chúng ta đang thấy nó không có cái màu sắc quá nhiều của phiên bản 4.2, mà nó vẫn đang khá là giống so với cả phiên bản trước là 4.1 của chúng ta. Còn với lượt cấm cuối thì Hugo Gaming họ lại không quyết định cấm đi Zihi, mà họ quyết định cấm đi Yasuo cơ. Yasuo cũng là một con tướng khá là thương hiệu đối với cả đường giữa của Nova Esports. Anh ta hoàn toàn có thể sử dụng con tướng này để kết hợp cùng với Gragas tạo nên những cái bộ combo combo. Và trong phiên bản này thì con Yone cũng như là cả con Yasuo đều được thăng tiến sức mạnh rất là nhiều, đều được buff rất mạnh. Và theo đó thì Hugo Gaming họ đang lựa chọn một con hỗ trợ khá là ít đội tuyển sử dụng, Leona, khi mà họ cũng đã mất đi Alista, khi mà họ cũng đã mất đi con Nautilus rồi. Không cấm gì thì chắc có lẽ là Nova cũng sẽ lấy nó như điều nghiễm nhiên mà thôi. Nova đã có lựa chọn đó sẽ là con Fiora, còn trong cái đó thì Hugo Gaming họ lại lựa chọn một con hỗ trợ nó khá là bất ngờ đối với tôi. Đó là một con Leona, đây là một vị tướng hơi all in. Và trận thi đấu này chúng ta cùng chờ xem liệu rằng bên phía đội tuyển Nova sẽ lựa chọn xạ thủ là gì. Và đây sẽ là trận thi đấu Nova sử dụng hai xạ thủ, nhưng đó không phải là Zihi và đó không sẽ là Ashe ở trong trận thi đấu này. Nếu mà là Ashe thì hơi nguy hiểm nha. Đội hình của Hugo Gaming có khá nhiều công cụ để vào, đó là Akali, đó là Leona và thậm chí là cả Aatrox nữa. Và Ashe trong trận thi đấu này của Remake sẽ cần phải thi đấu rất cẩn thận. Câu chuyện ở bây giờ nó chỉ là Zac, nhưng mà đánh Garen thì chắc là Zac sẽ đánh ở khu vực đường trên, đúng không? Và để cho Fiora đi rừng nằm trong tay của Long. Bởi vì Zac đánh với Garen hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì cả. Và đây sẽ là trận thi đấu mà khi mà đối đầu với Garen thì Zac hoàn toàn có thể thủ hòa được với con Garen ở vị trí đường trên. Còn trong cái đó thì Corki ở trận thi đấu này sẽ đối đầu với một con Akali. Đây sẽ là trận thi đấu mà Corki sẽ có một chút lợi thế, bởi những cú Big Bomb, những cú bom phốt pho của anh chàng này thì có thể phát hiện tầm nhìn trong những cú bom khói đến từ vị trí của Akali. Và chỉ cần một cái kiệt sức thôi thì có lẽ rằng hoàn toàn có thể đánh được đến từ con bài Corki này, cũng không quá sợ Akali nếu như Akali không xanh đến từ vị trí của Closer. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem trận thi đấu này các thành viên của bên phía đội tuyển Wu Gaming họ sẽ vận dụng cái đội hình này là như thế nào. Còn trong cái đó thì đội hình của bên phía đội tuyển Nova Esports sẽ là một đội hình đánh nó sẽ chủ động hơn rất là nhiều, với một cái đại băng tiễn sớm đến từ vị trí của con Ashe nằm trong tay của Remake. Đúng vậy, ban đầu họ định pick Zihi, nhưng mà lúc sau thì họ đã đổi sang Ashe để họ có được cái quyền khả năng kiểm soát bản đồ nó tốt hơn với những tình huống ưu tiễn của con bài này. Và thêm đó là cả những cú đại băng tiễn nữa, vừa có thể mở map này, vừa có thể mở combat, cũng như là có thể khắc chế trực tiếp vào vị trí của Akali thêm một lần nữa. Cả Corki và Ashe đều có những chiêu thức để có thể phát hiện được tầm nhìn. Thế nên chưa chắc vào lựa chọn vào Akali đã là một sự lựa chọn mà nó thật sự là ổn dành cho bên phía của Hugo Gaming. Nếu như mà Akali anh ta xanh thì không nói, còn nếu như Akali không có được những điểm hạ gục trong khoảng thời điểm ban đầu ấy, thì anh ta cũng sẽ rất khó để có thể áp lực vào hai con xạ thủ phía bên kia. Rồi, và chúng ta sẽ cùng chờ xem trận thi đấu này. Và trước mắt chúng ta thấy đây sẽ là con Ashe nằm trong tay của Remake, cũng như là Gragas nằm trong tay của Yami đối đầu với Leona. Cùng với đó sẽ là vị trí của Varus. Chắc chắn là ở giai đoạn đầu thì không sợ lắm, bởi vì con Leona này nó sẽ cần phải lên level 2 với cái thiên đỉnh kiếm và làm choáng của mình. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem Yao trận thi đấu này sẽ đánh
vị tướng này như thế nào. Rất ít người chơi đánh vị tướng Leona này ở thời điểm hiện tại, vì đơn giản là đây là một vị tướng nó quá là all in. Nó sẽ kiểu dạng như bạn lao vào và bạn sẽ gần như là không có đường ra. Thì nó sẽ không bằng những vị tướng dạng như là con Gragas hay là con Nautilus hay thậm chí đó là cả Galio nữa. Và đây sẽ là trận thi đấu chúng ta cùng chờ xem. Và đây là level 2 trước đến từ vị trí của GJ. Epsilon cũng rất trâu, anh ta lên cho mình đó là chiêu 2 trước. Và đó là một lượng giáp cũng như là kháng phép hoàn toàn ổn để có thể kháng lại những quay tay đến từ vị trí của GJ. Long, anh ta đã bị hoàn toàn đoán đi cái lối đi rừng của mình trước một con mắt cắm khá tốt đến từ vị trí của đường dưới của bên phía đội tuyển Google Gaming. Và bên phía của Nova thì họ cũng đã rất nhanh tay để có được một con mắt vào trong phần bùa xanh. Có lẽ là bây giờ khi di chuyển thì August anh ta cũng sẽ bị lộ ra cái hướng đi của mình. Và Long hoàn toàn có thể đoán biết được rằng là August anh ta ăn hết cái mảng rừng ở nửa trên, sau đó mới quay xuống nửa dưới. Thì sẽ có những cái động thái là kiểm soát tầm nhìn ở khu vực đường dưới để khiến cho cặp đôi đường dưới từ bên phía của Nova Esports được an toàn. Nhưng thời điểm hiện tại thì họ cũng đã khá an toàn rồi, bởi vì cái thế lính này họ cũng không đang đẩy lên ở một vị trí quá cao. Nhưng nên nhớ là đối phương cũng đang có rất là nhiều tầm nhìn ở đây, họ có một con mắt cắm ở trong bãi người đá, thế nên việc thiết lập gay xuống khu vực đường dưới cũng có thể là được tính toán tới từ bên phía của U Gaming. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với trận thi đấu này khi mà YJ đang là người mất máu nhiều hơn. Song thì anh ta rất là trâu và anh ta có khả năng hồi phục, nhưng đây sẽ là một thế lính mà YJ sẽ đẩy trước và quay trở lại để ăn cho mình những cái hạt hồi phục. Anh ta biết rằng cái hướng đi rừng chắc chắn của Aatrox sẽ chưa thể nào hướng tới đây được, bởi vì Aatrox thì chắc chắn là phải ăn từ bãi đỏ trước. Và sau đó thì bây giờ Aatrox sau khi ăn con cua này, anh ta sẽ chuẩn bị hoàn thành cho mình đó là level 5. Nhưng rõ ràng là Remake anh ta có những công cụ để phát hiện được tầm nhìn đến từ vị trí của con ái Aatrox này với những cụ ứng tiễn của mình, quét mắt đến từ vị trí của August. Và đó là một tín hiệu để cho Remake cũng như là Yami biết được cái vấn đề này. Ở trong một cái meta 4.2 chúng ta thấy được rằng đây là một cái thời điểm mà chúng ta thấy được bắt những cái con hỗ trợ ấy, nó sẽ ra đường khá là chậm nhá. Nghĩa là nó không đảo đường nhanh ấy. Nó không đảo đường nhanh, và sau khi đó chúng ta thấy được rằng ôm cho những con xạ thủ một chút xíu, bởi vì rõ ràng chúng ta thấy được rằng giai đoạn đầu thì dẫu sao xạ thủ vẫn là một vị tướng nó khá là mỏng manh. Cho nên rằng khi mà đánh kiểu thuần xạ thủ như thế này thì hai hỗ trợ cần phải thêm một khoảng thời gian nho nhỏ để có thể hỗ trợ được xạ thủ trong giai đoạn đầu để có thể farm một cách tốt nhất. Giao bây giờ đã có mặt ở đây, anh ta đã đi qua tầm nhìn đến từ vị trí của Nian. Nian có thảm lửa để có thể lướt đi về và tiếp tục một lần nữa một con mắt cắm tốt và hoàn toàn biết được hướng di chuyển đến từ vị trí của Long. Cả hai người chơi đi rừng đều đã phải nói là lộ khá khá những cái lượng thông tin về di chuyển của mình rồi, nên chúng ta đang chưa thấy được những cái tình huống mà họ có thể thiết lập pha ganh ở khu vực đường dưới cũng như là ở các khu vực đường. Và bây giờ thì mỗi bên đều đang chia nhau những cái lượng tầm nhìn ở những con cua nữa, nên cũng không có quá nhiều cơ sở để họ có thể va chạm vào nhau. Có lẽ cũng sẽ cần đến những tình huống xuất hiện mục tiêu lớn, sứ giả và cả rồng nữa. Và với việc là lựa chọn bên phía đội đỏ thì có lẽ U Gaming họ cũng đang không có được cái quyền chủ động hơn trong việc kiểm soát con sứ giả khe nứt, mà người chủ động sẽ là bên phía của Nova. Và ở trong khoảng những cái trận đấu gần đây đang thấy được cái sức công phá của sứ giả meta này nó tương đối mạnh. Nếu như bạn chỉ cần sơ sẩy và không đép được con sứ giả đấy một lần mà nó hút vào thì hoàn toàn có thể là nhịp thứ hai hút các thành viên bên phía của đội nào sở hữu có thể lấy được liền một lúc hai trụ, và đó sẽ là một khoảng thời gian rất nhanh để họ có thể là triển khai chiến thuật của mình. Một tiếng tung rượu đổ vào đại băng tiễn rất chính xác, kiệt sức lên đầu của đối phương vẫn còn có bong khói, nhưng cái cú sấy này thì anh ta không né được và đó là August xuất hiện. Nova Long anh ta có một cú phản đòn rất hay làm cho đối phương, nhưng cuối cùng lên bảng đếm số nó vẫn đang là một tình huống 1-1 nhau, đang chống chịu rất nhiều sát thương nhưng anh ta khá cứng và đã chỉ dừng lại ở 1-1 mà thôi. Thì đó vẫn sẽ là chiến công đầu dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Nova. Đó là một pha thi đấu mà cũng cái bom khói của Akali đã là câu giờ buy time rất là tốt để cho ít nhất là Long anh ta bị dính đến tận 2 hit trụ ở trong tình huống vừa rồi. Và mặc dù đó là một pha phản đòn cực kỳ hay đến từ vị trí của Long rồi, nhưng cái lượng máu nó là quá thấp. Và đây chúng ta cùng nhìn lại, đây là một cú lái rất dẻo với cái đại băng tiễn cực kỳ cong luôn. Và đấy làm chắc chắn là cả cua mắc tầm rồi đấy. Đấy là một pha cua mắc tầm đến từ vị trí của Ace nằm trong tay của Remake rồi. Và đây chúng ta nhìn, đây là một pha thi đấu mà dính đến tận 2 hit trụ, hơi đen một tí dành cho vị trí của Long, mặc dù cú phản đòn quá hay nha. Nhưng mà sát thương và lượng máu của anh ta là không còn nữa rồi. Vẫn chỉ là 1-1 nhưng lợi thế về chiến công đầu hơn 500 tiền dành cho vị trí của Nova. Và theo như cái lượng đồ mà tôi nhìn được của Ace nằm trong tay của Remake thì trận thi đấu này có vẻ như đây không phải là một con Ace hộ công, đây sẽ là một con Ace lên full chí mạng trong trận thi đấu này chăng? Bởi vì anh ta lên cho mình đó là một cái lưỡi hái linh hồn ở trong trận thi đấu này. Đúng rồi, như vậy có lẽ sẽ là đánh theo cái kiểu đôi công đến từ bên phía của Nova, khi mà họ có rất nhiều nguồn sát thương. Ui, nói thế thì đánh vào giai đoạn cuối trận, đây là đội hình mà cả 4 vị trí đều có thể gây sát thương cực kỳ là khủng khiếp, với Ash, với Corki, với Fiora, với cả Zac nữa. Và cũng là một đội hình đội 1-3-1 rất là mạnh, bởi vì họ có những chiêu cuối phụ trợ từ phía xa như là đại băng tiễn đến từ vị trí của con Ash này. Và hai người chơi có khả năng đẩy đường mạnh đó là con Zac và con Fiora trong tay của Long nữa. Đổi mục tiêu rồi, sứ giả đã thuộc về các thành viên bên phía của Hu Gaming. Còn ngược trở lại thì người có rồng là Nova.
hơi khó. Đây hơi trâu. Garen cũng như là Yao đang có mặt ở đây rồi, và chắc chắn cú đại băng tiễn này thì không thể nào mà khiến cho Long có thể băng trụ nào, băng trụ ở trong tình huống này được rồi. Và đó sẽ vẫn chỉ là một đổi một, mục tiêu cũng được chia đều cho cả hai bên. Các thành viên của bên phía đội tuyển Nova cũng đang muốn đẩy nhanh tiến độ trận thi đấu này một chút xíu. Còn trong cái đó thì đây, chúng ta nhìn đây là một pha thi đấu mà chói rất tốt, đồng hồ cát được tung ra đến từ phía của Yami, còn cho mình cú thùng rượu nổ. Và đó là một pha tham binh chiêu cuối Thái Dương hạ san, nó không tốt một chút nào đến từ phía của Yao cả. Nó không tham binh đủ để khiến cho Gagat không bị đó là stun trong tình huống rồi. Một pha thi đấu mà đó là cả cái thức kiếm lần 3 của quỷ kiếm Dark King, cũng như đó là một chiêu Thái Dương hạ san trồng thì rất đẹp. Chúng ta nhìn thấy hai vòng tròn nhưng nó hoàn toàn là chật lật. Một pha thi đấu mà có phần hơi dở đến từ người chơi hỗ trợ cũng như là người chơi đi rừng đến từ Google mình, và nó khiến cho Gragas anh ta vẫn có thể thoát về một cách khá là dễ dàng ở trong tình huống vừa rồi. Vậy anh ta vẫn có đủ nhịp để đưa ra một cú tốc biến và thoát khỏi được vòng vây của đối phương, nên mọi thứ vẫn đang dừng lại chỉ ở một điểm hạ gục dành cho mỗi bên mà thôi. Nhưng có thể nói điểm lợi dành cho các thành viên bên phía UU là người có được điểm gục là Achok. Còn Achok này vẫn có đảm bảo được khả năng gánh team của mình nếu như nó chơi hay. Nhưng đây tình huống Thái Dương Asan lần này kết hợp với cả cái chiêu cuối từ vị trí của Mikey là hoàn toàn chuẩn xác. Chắc chắn là Yami sẽ là bảng đếm số. Một tình huống combo rất nhịp nhàng và người mở đầu cho cái chiến công đấy là Yao. Chính xác, đó là một pha tốc biến thiên đỉnh kiếm rất hay đến từ vị trí của Yao. Và anh ta cũng nắm được cái thông tin là pha thi đấu vừa rồi thì Yami cũng đã mất hết rồi, không còn một cái gì công cụ gì để có thể chạy thoát được. Và đó là một mạng được nhường rất tốt dành cho hỗ trợ của bên phía đội tuyển Yao khi mà nhường cho những người đồng đội của mình. Và lần đấy là một lần tiếp theo mà chúng ta thấy rằng Gragas phải lên bàn điểm số. Còn đây là một pha thi đấu mà lao vào trước sát chiêu hoàn hảo đến từ phía trước Closer đang chờ Yao đến nhảy vào sát chiêu lần hai. Có sát thương đủ không? Câu trả lời là không, bởi một cú tốc biến. Và đây là một cú đại băng tiễn đến từ vị trí của Remake gần như là để mang tình huống giải tỏa dành cho vị trí của GJ mà thôi. Trận thi đấu này GJ vẫn an toàn và anh ta vẫn đang farm rất là tốt ở trong trận thi đấu này. Anh ta không bị quá nhiều điều mà bên phía đội tuyển Google mình có thể bắt nạt được. Yami và Long đang có mặt ở đây. Closer hết chiều và chúng ta cùng chờ xem đây là pha thi đấu lăn bụng mở trước đến từ vị trí của Yami. Yao anh ta cũng không còn tốc biến lao vào, nhưng đó là một pha thi đấu mà Long không phản đòn được vị trí của Yao. Anh ta vẫn sẽ có mặt trong tình huống này, nhưng bây giờ Long có chạy được không? Tốc biến đến từ vị trí của Long và anh ta vẫn đủ cơ sở để có thể đào thoát trong tình huống rồi. August anh ta không thể đuổi theo được nữa và đó là một mạng đến từ vị trí của Yao. Mặc dù đó là tình huống mà tôi đánh giá là Long cũng thể hiện con bài Fira này là không tốt khi cú Thái Dương hạ san vừa rồi đến từ vị trí của Yao. Anh ta làm choáng được đến tất cả hai người và không tung ra bất kỳ một pha phản đòn nào đến từ người chơi đi rừng của bên phía đội tuyển Nova. Quả đấy thì không phản đòn kịp, nhưng mà dẫu sao thì thành công mang về được nó vẫn là có. Họ vẫn có được điểm hạ gục và họ vẫn thoát về một cách an toàn. Như vậy là đã đủ ổn rồi, chứ cũng không có quá gì nhiều để ra chê trách cả. Tạm thời thì mọi thứ nó vẫn đang khá là cân bằng. Nó cũng đang thực sự là một cái trận đấu căng thẳng đấy. Nó cũng không mang tính chất show mát quá nhiều đến từ các thành viên bên phía của U Gaming một tí nào cả. Họ đang thi đấu một cách hoàn toàn là tập trung cũng như là tối ưu tất cả những cái lợi thế của mình. Và ở thời điểm hiện tại, khu vực đường trên đang được thả farm là khá nhiều tới từ con Zac trong tay của GG. Anh ta đang gõ vào trụ và nếu để như Zac gõ trụ thì anh ta sẽ có được rất nhiều tiền. Sau khi trụ đầu tiên biến mất, nhưng mà chỉ hơi đáng tiếc là đây là phút 8:30 nên anh ta cũng sẽ không có được tối ưu về mặt lợi tức mà thôi. Nhưng dẫu sao nó vẫn sẽ là khai thông một cánh dành cho bên phía của Nova. Chính xác, và đây là một con Zac đã hơn 700 tiền so với người chơi đường trên, đó là F-Song của bên phía đội tuyển Google Gaming rồi. Chúng ta sẽ để xem rằng các thành viên của bên phía đội tuyển Nova họ sẽ xử lý như thế nào đây. Khi mà Yao và Mikey, anh ta vẫn đang cố gắng để tối đa sát thương. Tôi thấy là Mikey lên một món đồ cũng khá là hay trong trận đấu này. Đấy là một món đồ đã được tăng sức mạnh trong thời gian gần đây, là thần kiếm Mana Moon. Và thần kiếm cũng là một cái món trang bị nó khá stack khá tốt với vị trí của Varus, kể cả là sát thương đánh tay hay là sát thương chiêu thức nữa, thì rõ ràng rằng đây là một món đồ ổn. Nhưng rõ ràng nếu với món đồ đấy thì sức mạnh tăng tiến của đến từ vị trí của Varus nó sẽ mất thêm một khoảng thời gian khá lâu. Nên là bạn sẽ cần thêm một khoảng thời gian để cho cái thần kiếm nó được full stack, full số, thì sau đó thì Varus mới có thể tung ra được những cú bắn của mình. Còn Remake thì đây chắc chắn là một Remake đánh theo kiểu át sát thương rồi. Bạn sẽ có một sát thương rất là to. Món đồ tiếp theo có lẽ sẽ là một cái ma vũ không, nó sẽ là một cái nỏ tử thủ, chứ không phải là một cái ma vũ, nỏ tử thủ trước vì lên cái kiếm dài này rồi. Nhưng cái lối lên đồ này đến từ Remake ấy, nó sẽ gặp một vấn đề là bạn không spam được cái đại băng tiễn, tại vì bạn chỉ có duy nhất một cái món đồ đấy là cái lưỡi hái linh hồn này, thì bạn có giảm thời gian hồi chiêu thôi, chứ còn những cái món đồ chí mạng còn lại thì gần như là không. Và chúng ta cùng xem trận thi đấu này thì nó sẽ là tung được rất ít cái đại băng tiễn đến từ vị trí của Remake, và đã tung là phải trúng. Và chúng ta cùng nhìn hai xạ thủ lao và bắn trước. Yao là người bị dính choáng ở trong tình huống rồi. Cú mở này không đẹp đến từ vị trí của Yami, còn trong cái đó thì GJ đã bị cô lập, làm choáng tốt, bắt đầu quay tay đến từ vị trí của F-Song. Yami vào hơi sâu và con rồng được giữ lại đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển Guhu, trải thảm lửa đến từ vị trí của Dian, nhưng có lẽ sẽ phải trải về mà thôi. Yami còn chấm máu, lao vào tốc biến bỏ đi, vẫn dính cho mình, đó là đại thử thách đến từ vị trí của Yao nhưng không đuổi được. Và có lẽ rằng GJ sẽ là người nằm xuống, nhưng trước khi nằm xuống thì GJ đã lấy được mạng của F-Song rồi. Dian không về được, anh ta bắt buộc phải sử dụng tốc biến trong tình huống rồi.
Và đó vẫn sẽ chỉ là một đổi một, nhưng Gu Gaming họ có dòng lửa trong tình huống rồi. Đúng vậy, một tình huống tranh chấp trừng phạt mà August là người đã làm tốt hơn với cú trừng phạt của mình để mang về con dòng lửa quý giá dành cho thành viên của Gu Gaming. Dòng lửa cũng sẽ giúp cho họ rất nhiều trong cái việc tối đa lượng sát thương của mình. Họ có những con bài có thể sốc sát thương rất là tốt, đó là Akali. Và những con bài đánh dạng cuối trận cũng rất mạnh như là August của Á Châu nữa, nên vẫn có cơ sở để họ có thể vin vào điều này. Nhưng quan đã trong thời gian thực đang là một tình huống bắt đại mang tiếp, và tại sao quay replay để làm cái gì? Pha thi đấu này là một pha thi đấu mà cái thời gian choáng nó không được quá lâu để cho nó khớp với cái nhịp tung thùng diệu đổ của Yami. Và Yami đã bị chớ trong nhịp thi đấu của mình, anh ta tốc biến qua phía bên kia, không kịp làm thêm bất kỳ một điều gì cả. Mặc dù đã có một cú thảm lửa tốt, nhưng đó là một địa thế mà thành viên của Huy Minh họ đã tập trung đủ người trước. Nhiê cũng rất là cố gắng trong pha thi đấu này để có thể là lấy được điểm hạ gục của một người, đó là Garen từ bên phía của Gu Gaming. Nhưng đó là tất cả những điều mà bên phía của Nova họ có thể làm, một đổi một, và có rồng Gu vẫn đang có được lợi thế. Hu mặc dù là người lấy rồng nhưng mà rõ ràng là Nova anh ta họ vẫn đang là người nhiều tiền hơn rất là nhiều, với khả năng farm khá tốt đến từ vị trí của Nhiê. Không sao cả, và chúng ta cùng chờ xem Mikey bắt đầu có những cái lượng sát thương nhất định ở nhà. Chúng ta vừa nhìn thấy pha thi đấu trước đó là pha thi đấu mà xém chút nữa anh ta đã có mạng đấy từ vị trí của Yami rồi. Đây là cú đại bằng kiếm mở rất hay rồi. GJ đứng chờ sát đại thử thách được tung ra, quay tay đã có August phải là người về tiếp theo, lao và phản đòn lật bảng quá đẹp đến từ vị trí của Long. Chiêu cuối không đẹp đến từ vị trí của Yao khi dính những đòn thoát đi đến từ vị trí của GJ với cú nhảy và nệm vào mình. Và bây giờ một pha xiềng xích tội lỗi là tốt đến từ vị trí của Varus, nhưng lấy được mấy người đây, họ chỉ có thể đưa được một người về mà thôi. Và đó là một pha thi đấu mà Nova họ sẽ lấy thêm được một mạng gục đến từ vị trí của đó là Leona nữa. Hai mạng hạ gục, và chắc chắn rằng với việc còn hai xạ thủ, họ sẽ lấy thêm được trụ thứ hai của trận thi đấu này. Một pha thi đấu tiếp tục là một pha thi đấu như đã nói. Remake làm rất tốt với cú đài băng tiễn của mình, không có nhiều giảm thời gian hồi chiêu, nhưng bắn phát nào là trúng phát đấy. Một pha thi đấu với thời gian choáng là rất lâu vào vị trí của Akali. Và nó là đủ để cho cả Long và Yiye có thể dứt điểm được người chơi đường trên, và kèm theo đó, đó là cả Leona nữa. Đúng là như vậy, một pha ganh có được tận 2 điểm hạ gục, một lợi thế rất là lớn để họ có thể mở mang được cái trụ khu vực đứng giữa. Nhưng là tình huống lao vào trong khu vực rừng không cần thiết đến vị trí của August, bà và anh luôn ta nằm xuống một cách vô cùng lãng xẹt luôn. Rồi không bà rồi. Hiểu kiểu gì. Đó là một pha thi đấu mà họ vẫn đang cảm thấy rằng ngưỡng máu của họ cũng đang hơi nguy hiểm, và quyết định sẽ là không ăn Baron đến từ các thành viên của bên phía Nova. Và đó là một pha thi đấu đi rất hớ hênh đến từ người chơi Archok của bên phía Gu Gaming. Remake vẫn đang còn ở đây, nhưng dàn này là hơi trâu, tốc độ đánh chưa thể đủ để có thể dứt điểm được vị trí của Song. Bắt đầu bắn vào bắn khá rát đến từ vị trí của Remake. Anh ta đang chỉ có hai món đồ thiên hướng chí mạng và khả năng phòng thủ với một cái nỏ tử thủ thôi. Có lẽ sẽ cần thêm những món đồ có khả năng giảm máu như là cái gươm đồ tể ở tiếp theo nữa thì mới có thể bắn vào vị trí đó là Garen cũng như là Leona được. Epson đã có mặt ở đây, một trong những người chơi mới đến từ bên phía đội tuyển Gu Gaming, nhưng chưa để lại được quá nhiều dấu ấn khi GJ vẫn đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình với 1.600 lượng tiền chênh lệch ở thời điểm hiện tại. Anh ta lấy được hai dàn trụ ngoài, anh ta có một mạng trước vị trí của Akali, và hiện tại lượng tiền của anh ta đang là chênh lệch lên được con số 1.600 tiền. Tương tự là như vậy, Gragas nằm trong tay của Yami cũng đang chênh lệch là 1.400 tiền so với vị trí của Leona đến từ vị trí của Yao. Hai tân binh mới được debut đến từ Gu Gaming đang thi đấu thật sự không tốt, và là hai cánh đang bị thua rất nhiều tiền đến từ vị trí của Nova. Tiếp tục là một cú mở, lần này chắc là cái thùng rượu nổ nó sẽ phải lấy được thêm một cái tốc biến đến từ vị trí của Yao. Nó không chớ, tuy nhiên Yao anh ta sẽ phải mất thêm một cái tốc biến trong tình huống rồi. Và một con Leona không có tốc biến, tiếp tục là một pha thi đấu mà Leona sẽ cần phải chờ hồi cho mình những cái lượng spell để có thể thi đấu đột biến với những cú tốc biến thiên đỉnh kiếm của mình. Đúng là như vậy, và có lẽ là anh ta cũng đã hoàn thành được cái giày thủy ngân để có thể giảm bớt hiệu ứng khống chế của đối phương rồi. Nên từ nãy đến giờ thì những cái tình huống bắn đại bắn tiễn của As nếu như không quá xa thì cũng bị hóa giải rất là nhanh thôi. Nên cái nhịp tung thùng rượu nổ của Yami nó thật sự là chưa có một sự kết hợp nó ngay lập tức mang về hiệu quả dành cho thành viên của Nova, nhưng có thể thấy được cũng bóc được những cái bổ trợ quan trọng là rất ổn để cho Nova họ hướng tới những mục tiêu lớn tiếp theo, đó là con rồng thứ 3 của ván thi đấu này. 14 phút 30 giây và khoảng gần 15 phút sẽ là thời điểm mà cả hai bên sẽ cùng nhau lại dắt díu ra khu vực hang rồng để có thể tranh chấp con rồng cuối cùng này. Có lẽ là một con rồng các thành viên của Nova họ sẽ có lợi thế khi mà họ lấy thành công được trụ giữa của đối phương, nhưng trụ giữa của họ cũng không còn nhiều máu nên nhớ là như vậy. Bây giờ có lẽ họ vẫn sẽ phòng thủ được bởi vì họ vẫn còn Nian, và thật ra hai xạ thủ họ thủ trụ rất là tốt. Và cái đội hình của bên phía đội tuyển Wuhu Gaming thì họ cần phải có những cú pốc đến từ vị trí của Mikey, nhưng đây là một cái đường vòng nó phải nói là quá hay đến từ vị trí của Yiye và lao vào, anh ta cô lập được vị trí của Mikey, anh ta đã cân ba, còn trong cái đó thì August đang phải bỏ về, còn trong cái đó thì Nian mở quá đẹp, sử dụng thảm lửa outplay khỏi chiêu cuối đến từ vị trí của Yao, và tất cả mọi thứ sẽ chắc chắn là chấm dứt đến từ Wuhu Gaming trước khả năng đánh giao tranh quá kinh dị đến từ Nova Esports. Đại thử thách được tung ra làm choáng tốt và thêm một người phải lên bảng điểm số, đó là vị trí của Garen. Một pha thi đấu dành lời khen rất tốt đến từ vị trí của Yami kết hợp với cả Yiye trong tình huống vừa rồi.
Đó là một pha thi đấu quá kinh điển đến từ các thành viên của bệnh viện đội tuyển Nova trong tình huống vừa rồi. Một pha khép góc đến từ Topland, một cú mở đến từ Gragas, và sau đó thì Nian làm rất tốt nhiệm vụ của mình với một con bài Corki. Thậm chí anh ta sử dụng cái thảm lửa lần 2 của mình để outplay ra khỏi một chiêu cuối đến từ vị trí của Yao với con bài Leona, đánh quá mắc binh ở trong pha giao tranh vừa rồi đến từ các thành viên của Nova. Và thậm chí rằng tiếp tục là một cú mở, nhưng đó là một pha lách khá dẻo đến từ vị trí của August. Long chưa có ý định dừng lại, nhưng đây là một pha thi đấu mà có lẽ rằng Long cũng đã hết sát thương và quyết định sẽ là lùi về khi cả Closer cũng như là August đang có mặt ở đây. Đúng vậy, quả né vừa rồi cũng khá là quả dẻo tới từ vị trí của August, nhưng mà nhìn thấy được là những tình huống lả lướt của Long bắt đầu cho thấy cái độ uy lực của nó, với việc anh ta có một cái tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh. Và pha vừa rồi cũng là pha phản ứng rất lẹ tới từ người chơi đi rừng của Nova Esports để có thể giảm bớt đi khả năng truy đuổi của August phía bên kia. Phản đòn không tầm nhìn đến từ vị trí của Long, đánh kinh quá đấy. Kinh và Yami đang có mặt ở đây, chắc chắn các thành viên của Google họ sẽ lấy được cái trụ này. Không có khả năng phản phòng vệ khi cái trụ nó chỉ còn 300 máu thôi, một chạm là đi đến từ vị trí của Google Gaming. Google Gaming gỡ được một lượng tiền nhỏ nhỏ, nhưng chúng ta nhìn một con sát thủ như là Closer lại để đi cùng với Zack ở thời điểm hiện tại. Zack quá trâu, Zack lao vào, nhưng đây là pha thi đấu vào hơi chớm với cú nhảy vào nệ của GJ rồi. Và GJ anh ta hết nhảy vào nệ, đây sẽ là mạng đến từ vị trí của August, vẫn đang cố gắng co quay đến từ vị trí của GJ, quay tay lần 3, cố gắng dứt điểm được vị trí của Closer nhưng không kịp nữa rồi, với một cú bắn xuyên phá đến từ vị trí của Mikey dứt điểm được vị trí của GJ. Một điểm nó khiến cho cái nhịp đánh của Nova sẽ bị chậm lại đi một chút xíu trước một pha thi đấu mà GJ đã phải bỏ mạng lại, một pha thi đấu hơi say máu trong tính vừa rồi. Có lẽ rằng chắc chắn là GG anh ta đã nhìn được cái nhịp đi đến từ Huhu Gaming rồi, nhưng anh ta vẫn quyết định nhảy vào nệ trong tình huống đó. Và một pha bài thám đủ lâu của Closer để khiến cho GG anh ta bị lên bảng điểm số tình huống rồi. Chúng ta cùng nhìn pha thi đấu này. Đó là pha thi đấu mà đẩy rất tốt với cú đồng hồ cát, cũng như là một pha sát chiêu né được cả đại băng tiễn và những chiêu thức đến từ vị trí của GG nữa. Mặc dù rất cố gắng outplay đến từ vị trí của đó là GG rồi, nhưng mà không thể nào kịp được với cái lượng sát thương cũng như cái lượng máu còn hơi ít đến từ anh chàng này. August đi kiểm tra tầm nhìn thôi cũng mất đến 80% cái lượng máu của mình rồi. Tất cả các vị trí hiện tại từ bên phía của Nova đều đang hơn tiền so với các thành viên của U Gaming, và tổng lượng tiền chênh lệch đang là con số 6.500 tiền. Con số rất ổn để cho họ có thể tiếp tục duy trì cái trận thi đấu này, bởi vì họ đang có hai xạ thủ vô cùng mạnh. Cả hai xạ thủ đều đã hoàn thành được 3 món đồ lớn rồi. Corki đã có quyền trượng ác thần, trong khi đó thì Ash cũng đã chủ động lên trước một chiếc rìu đen để có thể trừ giáp được đối phương. Nên nó sẽ là hai nguồn sát thương cũng đã bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Cả về mặt hỗ trợ thì Ash hoàn toàn có thể đóng vai trò như một người chơi hỗ trợ thứ hai. Và đây sẽ là những tình huống mà muốn mở giao tranh tới từ bên phía của U. Bây giờ họ bị phản ngược giao tranh, thùng dựng đổ hất văng hai người. Thì kiếm được tung vào nha, bắt đầu là băng vào tận hàng sau của đối phương. Một người đang bị giữ chân lại bấm đồng hồ cát, đó là Nian tốc biến để bỏ chạy. August cũng đã tới, nhưng phía sau thì Long cũng tới đây rồi. Yao đang bị trọng, Yao bấm đồng hồ cát. Yao có lẽ sẽ đi ở trong tình huống thi đấu này, chưa đi. Yeah, vẫn còn tốc biến à, anh ta vẫn thoát đi được. Nhưng ở khu vực trên, GG tốc biến vào trong nhà chính của đối phương này đó. Rất lực. Và đây là một pha thi đấu của anh thợ xây mang tên là GG với nhiệm vụ được giao, đó là phải phá vỡ cái nhà đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển Google Gaming. Và đó là một pha thi đấu chắc chắn sẽ giành chiến thắng dành cho Nova. Kể cả là GG anh ta không đập nhà, anh ta bỏ, anh ta chặn đường các thành viên của bên phía đội tuyển Google Gaming, thì vẫn sẽ là một pha giao tranh hoàn toàn thắng lợi.